Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 29 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Đến nay, Đà Nẵng đã bước qua ngày thứ 12 của chuỗi lây nhiễm mới, không ghi nhận ca mắc mới. Tổng cộng các ca mắc tại thành phố từ ngày 18 tháng 6 đến nay là 82 ca. Liên quan đến 5 ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi bán cá tại cảng cá Thọ Quang, thành phố đã tiến hành truy vết thần tốc, cách ly và xét nghiệm diện rộng trong đêm qua cho 1.057 trường hợp liên quan, trong đó 22 F1, toàn bộ đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tại khu Tam Giác, đường Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, 2.342 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tổng cộng hôm nay, ngày 29 tháng 6, thành phố đã thần tốc xét nghiệm cho 9.290 người ở khu vực Tam Giác và cảng cá Thọ Quang. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới, đến nay thành phố đã xét nghiệm cho 60.000 người. Thành phố đã xử lý 2 tài khoản Facebook đưa thông tin không đúng sự thật về các ca nhiễm tại cảng cá Thọ Quang. Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, toàn bộ các trường hợp thì vào 12 giờ trưa nay đã cho phép cảng cá Thọ Quang mở cửa và hoạt động trở lại. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị các quận huyện tiếp tục tập trung cao độ về kiểm soát ra vào các chốt tại địa phương là đường sông, đường biển, khu dân cư, các đường mòn, lối mở, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông di động, giám sát trong việc phát hiện người dân về từ vùng dịch và làm đồng bộ các cách trên, phần nào sẽ kiểm soát được tình hình COVID-19. Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị nâng cao vai trò lãnh đạo, tăng cường kiểm tra kiểm soát các tổ COVID cộng đồng. Các sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận thống nhất xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao. Đối với khu vực Tam Giác, quận Thanh Khê, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng dịch, tổ chức xét nghiệm lần thứ tư đối với khu vực này. Liên quan đến cảng cá Thọ Quang, đề nghị Ủy ban Nhân dân quận phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ đội Biên phòng thống nhất cần có khảo sát thực tế, theo dõi, đánh giá lại quy mô, mức độ và khả năng lây nhiễm. Sau khi khảo sát thì cần có kịch bản phòng chống dịch sát thực tế theo từng trường hợp.